Xin chào, mình là sinh viên ngành thiết kế sản phẩm Văn Lang. Những bạn có background về industrial design thì làm những ngày rất là hợp và hiện giờ ở Việt Nam rất là cần. Tại sau này khi VBX ở Việt Nam phát triển nhiều, mình build product thật và set thật rất là nhiều, cho nên mình rất là cần những người như vậy. Đam mê với lại thiết kế đồ chơi và mình cũng ước mơ rằng có thể tạo ra những sản phẩm đồ chơi không chỉ dành riêng cho trẻ em mà còn dành cho mọi lứa tuổi. Và sau một thời gian tìm hiểu thì mình đã nhận ra được trường đại học Văn Lang là một trong những trường đại học có những điều kiện tốt nhất để có thể đáp ứng được cái đam mê của mình. Mình chọn Văn Lang vì Văn Lang có cơ sở vật chất tốt, thầy cô, anh chị, giảng viên rất là nhiệt tình. Anh chỉ muốn giải quyết hai cái khó khăn của người cao tuổi, đó là đảm bảo khi ngồi sau xe máy và việc đứng lên ngồi xuống. Thì từ hai nhu cầu đó anh mới từ từ hình thành ý tưởng để gộp chung hai nhu cầu đó thành một sản phẩm. Đồ án bảo vệ của anh là một bộ nữ trang dạ tiệc lấy cảm hứng từ đờn ca tài tử Nam Bộ. Thì trang sức thì chủ yếu là nghiêng về thẩm mỹ và những cái giá trị đem lại, như là giá trị về mặt xã hội nè, về mặt lịch sử và cũng như là đóng góp những cái một chút khoa học vào những buổi trang sức. Bài này thì mình lấy ý tưởng từ một tuồng cải lương trong nghệ thuật văn hóa sân khấu cải lương. Đựng gia vị trong những cái hũ nhựa nó sẽ rất là nguy hại cho sức khỏe về sau này và cũng như là môi trường. Nên là mình đã lạo ra một bộ gốm đựng gia vị để khắc phục những cái vấn đề đó. Trong quá trình làm, tụi mình sẽ di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai, gặp gỡ những người nghệ nhân lành nghề và từ đó các cô chú ở đó sẽ hướng dẫn tụi mình cách rót gốm làm sao, cách chấm men như thế nào và tô sản phẩm như thế nào để cho sản phẩm của mình được phối màu đẹp và đều nhất. Mình có rất nhiều trải nghiệm rất là thú vị, đó là mình được biết thêm về trang sức nè, mình được gặp thợ Kim Hoàng, được trao đổi và được biết thêm nhiều quá trình mà khi mà mình làm ra cái sản phẩm, một cái sản phẩm trang sức là như thế nào. Và mình học được rất là nhiều từ cái đồ án này.